cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn nhà văn Cung Thị Lan tại hội chợ Tết Canh Tí do Võ Thành Nhân thực hiện.
Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tịnh Đốm tới đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi kính chúc quý vị có một năm dương lịch an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Tường Vi xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự lễ tưởng niệm nhị vị Trưng Nữ Vương vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2 năm 2020, lúc 11 giờ sáng tới 1 giờ trưa tại Luther Jackson Middle School, 3020 Gallo Road, Fauntleroy, Virginia 22042. Thay mặt ban tổ chức, hội trưởng Nguyễn Văn Đặng kính mời. Cho Việt Nam muôn đời hùng cường nhờ ơn Đức Trưng Vương. Chương trình Ước Mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu: hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báovietthai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước Mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hoặc 562 713 2353.